tiếp chấp 35-36 của bộ truyện cướp đoạt vô số thiên phú. Thấy Lâm Lạc dám hù dọa mình Chu Du tức điên lên. Hắn ta phóng những cái xúc tu gớm ghét đến Lâm Lạc quát tháo. Cho ngươi thể diện rồi phải không? Ai mà không có thế thân chứ? Lão tử cũng cho ngươi ba giây không cút ta dọn cả ngươi. Lâm Lạc cũng chẳng để ý thằng danh con này nói gì. Dù gì nó cũng là cái xác chết. Cậu cười nhẹ ra lệnh, hắc hoàng đế. Ra tay. Chu Du nhìn thấy thêm một thế thân xuất hiện nữa, hắn ta vô cùng sửng sốt ngươi có mấy con thế thân vậy chu du vừa dứt lời thì hắc hoàng đế đã lao đến vung nắm đấm vào những cái xúc tu nhưng chưa kịp gây sát thương gì thì chu du đã điều khiển những cái xúc tu ưỡn lượn bắt lấy một cánh tay của hắc hoàng đế rất nhanh những cái xúc tu khác cũng ưỡn lượn đến trói chặt tứ chi của hắc hoàng đế lại chu du cười đắc ý thế thân nhiều thì sao hắn ta ra lệnh lục ma ăn nó lâm lạc không chút lo lắng Cậu cười ha ha ra lệnh, huy dạ cơ. Dạ cơ liền triển ra hình thái vũ dạ đao, nhảy lên chém thẳng một đao xuống, trực tiếp cắt đứt hai cái xúc tu. Tiếp đó cô vung ra đao pháp với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tất cả xúc tu đều bị cắt thành từng khúc từng khúc nhỏ. Sau đó rơi lệch bệch lệch bệch xuống chân Chu Du. Chu Du không thể tin những gì vừa xảy ra trong mắt mình. Hắn ta bắt giác ngồi bệch xuống đất, vội chỉ tay về dương dũng đỗ lỗi, chờ đã. Tôi cũng là người bị hại. Là Dương Dũng ăn hiếp anh em của tôi. Tôi, tôi cũng là vì bảo vệ anh em. Bảo vệ chính nghĩa. Dương Dũng khí thế hừng hực quát lại. Chu Du, cậu đừng mở miệng nói bừa nữa. Lâm Lạc xung quanh tỏ ra khí tức chết chóc đi đến gần Chu Du bảo. Đừng vùng vẫy nữa. Bộ dạng không học hành đàng hoàng đó của người. Có chút sức mạnh chỉ biết làm việc xấu. Thay vì sau này chiếm dụng tài nguyên cảnh sát. Chi bằng bây giờ chết trong tay tôi có giá trị hơn thấy tình hình này chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hắn ta liền quay xe sang cô Trần khóc lóc cầu xin cô cô phải cứu con con phải học đại học điểm cô Trần chưa kịp lên tiếng thì sắc mặt đã trở nên hoảng hốt thì ra là Dạ Cư đã xuất hiện phía sau Chu Du cô dứt khoát chém một đao lên người hắn ta khiến máu me bắn tung tóe Chu Du thân thể máu me ngã xuống trước mặt cô Trần khiến cô phải nhảy dựng lên ôm đầu sợ hãi hét lớn ya yeah lâm lạc bước lại xác chu du đang nằm trong vũng máu chắn ghét nói ngay cả cô cũng không bỏ qua tôi ghét nhất loại có sức mạnh đã làm việc ác này chết không đáng tiếc không dài dòng gì thêm nữa lâm lạc bắt đầu phát động thiên phú cấp s cướp đoạt lập tức những viên năng lượng màu xanh từ thi thể chu du lơ lửng bay lên hệ thống liền phát ra thông báo thành công cướp đoạt thiên phú của mục tiêu lâm lạc thu lấy ba viên năng lượng vào tay cậu có chút tò mò không biết thiên phú này là gì đây Lúc này Dương Dũng Tiếng lại cảm ơn Lâm Lạc, rồi rãi rãi đầu làm bộ dạng e ngại hỏi, có thể nói tôi biết tên của anh không? Lâm Lạc cười nhẹ nói lên ba từ, hắc hoàng đế. Xong chuyện Lâm Lạc quay lưng lại vẫy tay tạm biệt với Dương Dũng, rồi cùng hai thế thân rời đi. Cậu vui vẻ bảo, đi, ăn khuya nào, dạ cơ sắp được đi ăn. Cô vui sướng đáp, yê. Dương Dũng từ phía sau gọi lớn, hắc hoàng đế. Cậu ta lộ ra vẻ mặt sùng bái tự tin nói, có một ngày tôi nhất định phải giống như anh. Lâm lạc nói trong bụng, giống cái nhịt ý. Anh là người chơi hệ bật hách. Chú mày chỉ là thằng cày chay thì đời kiếp nào mới giống được như anh. Không lâu sau tại một nhà hàng vắng vẻ nào đó. Lâm lạc ngồi thẳng thờ nhìn bảng hệ thống dung hòa hoàn hảo cấp S. Hiệu quả, lấy tinh hoa trong hai sự tồn tại ngẫu nhiên. Dung hòa lại với nhau một cách hoàn hảo. Giữ lại đặc tính riêng của chúng. Kéo dài 5 phút. Thời gian chờ hồi một ngày. Cậu nghĩ thầm lúc trước mình đã thấy hơi lạ. Dung hợp hoàn hảo, miêu tả của thiên phú này quá lượng thượng. Mà thời gian chờ hồi dài như vậy, cũng không thích hợp thử vào lúc này. Tốt nhất là thử trong thực chiến sẽ tốt hơn. Nghĩ rồi lâm lạc ra lệnh, lục ma, ra đây. Lập tức xung quanh hiện ra những hư ảnh màu xanh dịch chuyển đến. Rồi hình thành những bàn tay đang không ngừng ngoe ngẩy. Lâm lạc có chút ngạc nhiên, không ngờ còn kiểu nâng cấp hình thái này. Như có thêm mười mấy cánh tay tự do thu rút, và lại ngay cả xúc giác cũng có thể cảm nhận được. Lâm Lạc liền thử điều khiển một bàn tay lục ma chấm lên màn hình hệ thống. Hệ thống cấp S liền hiện ra tất tần tật về thiên phú lục ma. Sức mạnh 100, người thường là 10, tốc độ 100, trí lực 2, phòng ngự 150, máu 6000. Trên đây là thuộc tính của một cánh tay riêng lẻ. Tổng cộng có 15 cánh tay. Dưới đây là tổng thuộc tính của toàn bộ cánh tay. Năng lượng 200 trên 200 tốc độ hồi phục năng lượng, mỗi tiếng hồi phục một điểm. Trưởng thành, 120. Khoảng cách hành động, 5 mét. Dung hòa không hoàn hảo. Có thể đem hai loại tồn tại tạm thời dung hòa lại với nhau. Mỗi lần dung hòa cần tiêu hao 10 điểm năng lượng. Da có tính đàn hồi, chịu vũ khí cùn. Pháp thuật cùng với loại hình tấn công nhận được 50% miễn sát thương. Chịu sát thương từ những đòn tấn công sắc bén tăng 20%. Không có thời gian trở hồi. Lâm lạc lại rơi vào một khoảng không suy nghĩ, chả trách hiệu quả tấn công của hắc hoàng đế không tốt mà huy dạ cơ một chốc đã giải quyết hắn nhưng số lần tấn công nhiều đối với pháp thuật còn có cộng phòng ngự đặc biệt cũng tính là thế thân nghĩ rồi cậu vươn vai một cái nhẹ nhõm nói chuyện đã giải quyết viên mãn các người ra đây đi mời các người ăn gà rán cả ba liền nhanh chóng xuất hiện hắc hoàng đế chẳng có bao nhiêu trí lực nên nghe đến ăn thì chỉ biết nói lời cảm ơn còn chủ nhân cầu nguyện thì dở ra bộ dạng đầy tri thức nịnh nọt nói. Chủ nhân vĩ đại, ăn gà rán đúng là một quyết định anh Minh. Dạ cơ thì vui mừng đến nhảy dựng lên. ê, gà rán, tôi thích ăn gà rán nhất. Lâm lạc nhìn những món ăn trên cái menu điện thoại. Cậu vừa liếm miệng vừa liên tục chấm chấm vào những món ăn đang có trên menu hệ thống nhà hàng. Chọn xong cậu ngã lưng về sau ghế bảo. Xong rồi, chờ đi. Bên phía nhà hàng thấy có người gọi nhiều phần ăn như vậy. Liên cử một cô nhân viên chạy ra hỏi lại cho chắc chắn, khách hàng là bạn đã gọi 300 phần gỏi cuốn thịt gà, 400 phần hamburger cay, 200 phần thịt bò non ngũ phương, 100 phần hamburger cá tuyết, thêm 400 ly coca phải không? Lâm Lạc khẩn định bảo, đúng vậy. Cô nhân viên e ngại nói, nhưng cửa hàng của chúng tôi không có nhiều như vậy. Lâm Lạc cũng không mấy làm lạ. Cậu thản nhiên bảo, vậy, có bao nhiêu lên bấy nhiêu đi. Lâm Lạc nhìn ra phía bên ngoài suy tính, mình nhớ sau nửa năm, thức ăn toàn cầu sẽ trở nên khẩn trương thủy tinh không gian có thể giữ thức ăn vào thời khắc trước khi bỏ vào. Vẫn là tiện thể giữ một ít vật tư thì tốt hơn. Đột nhiên một tiếng động xẹt qua bên tai nhóm người lâm lạc, khiến cả bốn đều phải nhìn ra phía bên ngoài. Dạ cơ lo lắng nói, chủ nhân mau xem, sương mù bên ngoài càng lúc càng nồng. Lâm lạc dường như đơ người ra trong giây lát, thời gian này. Lâm lạc liền mở điện thoại lên nhìn lại thời gian. Cậu đổ mồ hôi nói, là tai họa cấp thử, dị thứ nguyên tai họa nguyên trùng lúc này từ phía bên ngoài nhà hàng có một con nhện to đùng đang rượt đuổi ai đó thì ra là một người phụ nữ và một đứa trẻ cô ta sợ hãi chạy vào bên trong nhà hàng la lớn cầu xin sự cứu giúp cứu với cứu ai cứu con tôi với nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì con nhện đã dơ một chân đến mốc phần áo cô ta lại cô ta cứ thế vấp ngã xuống đất nhìn con quái vật đang nhe hàm răng nước miếng lộng thợm của nó cô ta liền bị dọa sợ đến khiếp phía nhưng vì sống sót là trên hết cô ta đã lấy lại bình tĩnh cố gắng bỏ chạy nhưng nào có chạy được khi một chân con nhện đã móc áo cô lại cô ta chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc cầu xin sự cứu giúp cứu cứu với đừng đừng mà đúng là trời không phụ lòng người bỗng nhiên phần áo dính với cái chân con nhện đã bị xé rách à thì ra đó là lâm lạc đã xuất hiện cứu lấy hai mẹ con chả có ông trời nào giúp cả cô ta lúc này cũng vội đứng dậy Lâm Lạc đứng nhìn con nhện to đùng trước mắt cũng chẳng thấy sợ sệt gì cả. Cậu trực tiếp từng bước từng bước một đi đến trước mặt nó, hết chấp 35-36.